Một năm trước, vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, chợ hải sản Hoa Nam tại thành phố Vũ Hán đã phải đóng cửa do có liên quan đến nhiều trường hợp bị viêm phổi chưa rõ nguyên nhân, mà sau này được xác định là COVID-19. Chợ ở một khu đông dân cư, chỉ nằm cách ga Hán Khẩu, một trong những ga tàu nhộn nhịp nhất thành phố tầm 1 km. Nơi đây chuyên bán buôn các loại thủy hải sản, hàng đông lạnh và còn có cả động vật hoang dã. Chợ chủ yếu bán đồ hải sản, chiếm khoảng 80%. Người dân địa phương chúng tôi phần nhiều đều mua hải sản ở chợ này. Chợ thường họp từ 2 giờ đến tầm 6-7 giờ sáng. Động vật hoang dã bán ở đây rất ít. Tôi chưa cùng hay đi chợ này. Chợ hải sản mà, nên chắc chắn có bán cả rắn. Cầy hương cũng có, nhưng ít và đều đã làm thịt. Chợ hải sản bị niêm phong và tẩy trùng sau khi dịch COVID-19 bắt đầu lây lan. Đến nay, thông báo đóng cửa chợ vẫn có hiệu lực. Khu vực tầng 2 của chợ vẫn hoạt động bình thường với các cửa hàng bán kính. Tuy nhiên, các biển hiệu trước đây liên quan đến chợ đều đã được dỡ bỏ. Nếu là người từ nơi khác đến, sẽ không thể nhận ra nơi đây từng là một khu chợ bán buôn hải sản. Càng không thể biết đó chính là nơi virus SARS-CoV-2 từng được tìm thấy đầu tiên ở Trung Quốc. Theo anh Vương, việc dỡ bỏ biển tên của chợ có thể để những người từ nơi khác đến đây bớt phần sợ hãi. Trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 2021 này, một nhóm điều tra quốc tế khoảng 12-15 thành viên sẽ đến Vũ Hán để tìm hiểu và xác định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Nhiệm vụ của nhóm điều tra này sẽ kéo dài trong khoảng 6 tuần, bao gồm 2 tuần cách ly ngay sau khi họ đến Trung Quốc. Thưa các bạn, tầng 1 của tòa nhà bên đường đằng sau lưng tôi đây là chợ hải sản Hoa Nam. Đã một năm trôi qua kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và khiến nhiều chục triệu người trên toàn cầu mắc bệnh. Tuy nhiên thì nguồn gốc của dịch bệnh và cách thức lây lan ban đầu của nó như thế nào cho đến nay vẫn là một bí ẩn. Mặc dù đến nay các biển hiệu, biển chỉ dẫn liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam đã bị gỡ xuống, nhưng người ta vẫn hy vọng có thể tìm được phần nào manh mối của virus gây ra đại dịch tại khu chợ này. Bích Thuận, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, đưa tin từ Vũ Hán, Trung Quốc.